Xin chào các bạn, hôm nay thì tôi sẽ so sánh cho các bạn về hai bản, một là Hyundai i10 Grand i10 Sedan bản tiêu chuẩn hay còn gọi là i10 Bay và bản đủ Grand i10 số sàn bản đủ. Đấy thì đầu tiên thì các bạn có thể thấy ngay ở phần trước mặt xe thì, phiên bản đủ là màu đỏ đây thì sẽ được trang bị thêm một dải đèn sương mù đèn gầm bên dưới. Đấy, còn bản tiêu chuẩn này sẽ bị cắt đi. Và chìa khóa của bản tiêu chuẩn sẽ là chìa khóa nhựa đen như thế này. Bản tiêu chuẩn thì sẽ không được tích hợp đèn xi nhan ở trên gương chiếu hậu. Đấy, gương hai bên này thì sẽ không được tích hợp đèn xi nhan. Còn chìa khóa của bản đủ sẽ là chìa khóa được trắng bạc như thế này, nhìn rất là đẹp. Đấy. Và gương chiếu hậu này thì có thể gập mở theo chìa khóa. Tức là tiện lợi đèn xi nhan trên gương chiếu hậu các bạn có thể nhìn thấy rõ. Và điểm đặc biệt thứ hai, các bạn có thể thấy na răng của bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt đây đều là na răng 14 inch, nhưng bản tiêu chuẩn là na răng thép có tấm nhựa bên ngoài. Còn bản đặc biệt thì sẽ là na răng đúc đây, 14 inch. Hai bên cánh cửa thì các bạn có thể thấy là bản đặc biệt thì cánh cửa được mạ chrome này, tay nắm cửa mạ chrome. Bản này thì vẫn là cùng màu với thân xe thôi. Với bản đặc biệt, bởi vì trang bị chìa khóa thông minh nên là có nút ấn đóng mở cửa, rất là tiện lợi. Ok. Về đến ngoài xe thì chúng ta có thể thấy hai phần đuôi xe nhìn là tương tự nhau. Như là bản đặc biệt thì sẽ được trang bị 4 cảm biến lùi màu đen, 4 chấm đen. Cùng với đó là một camera lùi. Các bạn có thể thấy đây là camera lùi. Bản đặc biệt này thì trang bị khóa điện, các bạn có thể ấn trực tiếp. Ok. Nốt dự phòng thì hai bên đều nốt dự phòng như nhau, đều na răng thép đây. Bản tiêu chuẩn thì không được trang bị khóa điện mà các bạn phải ấn trực tiếp từ chìa khóa như thế này, dí liền mở cốp. Ok, đây nốt dự phòng cũng như thế. Hai bản này thì kích thước như nhau nên là độ rộng khoang chứa đồ nó sẽ như nhau. Vào trong xe thì các bạn có đầu tiên là bản đặc biệt. Bản đặc biệt thì sẽ được trang bị nút ấn khởi động này. Nút ấn khởi động Start Up. Cùng với đó là màn hình AVN dẫn đường của Hyundai thành công. Các bạn có thể thấy là khi được trang bị cái đầu này thì sẽ nghe radio này. Các bạn có thể có hệ thống chỉ đường của hãng rất chuẩn. Cùng với đó là các bạn có thể kết nối điện thoại để nghe nhạc, nghe điện thoại sẽ tiện hơn. Đây, cam lùi cảm biến lùi sẽ hiển thị trên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu là gương chiếu hậu chống chói các bạn nhé, thì nó sẽ tiện hơn trong quá trình các bạn lùi vào chuồng, nó hỗ trợ thêm. Đấy, túi khí thì xe được trang bị túi khí hành khách, rất đầy đủ. Đây, bạn có thể cập mở gương ở trong xe này. Rất thoải mái. Còn về bản tiêu chuẩn thì gương là sẽ là gương gập cơ nên là không có những cái chế nút ấn gập gương ở trong này các bạn nhé. Chìa khóa thì bản này sẽ cắt đi cái hệ thống startup engine
thì các bạn phải cắm chìa cơ như thế này. Trên phiên bản này thì đã được bỏ đi là cái màn hình. Nó rất là bất tiện cho các bạn về khi đi trên những cái quãng đường mà có giới hạn tốc độ chẳng hạn. Đấy. Camera cảm biến đùi không có, gương là gương thường chứ không phải gương chiếu hậu các bạn nhé. Đấy, túi khí thì xe này đang được cắt đi toàn bộ số túi khí. Thì sẽ tiết kiệm hơn cho các bạn về cái vấn đề tài chính. Hy vọng là sau khi tôi so sánh hai cái mẫu xe như thế này thì các bạn sẽ có những cái hiểu biết nhất định về sự khác biệt giữa dòng xe, thì từ đó sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn tối ưu hơn cho việc là chạy kinh doanh dịch vụ hay là chạy về cá nhân nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn.